Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tả bài chung của chủ đề thông điệp từ đôi mắt của người yêu cũ. Bây giờ bạn thế nào? Họ muốn nhắn gửi điều gì đến bạn? Mình nghĩ đây là một tả bài khá là cần thiết. Chúng ta sẽ biết được chúng ta phát triển như thế nào, chúng ta ra sao qua đôi mắt của người yêu cũ, để từ đó chúng ta phát triển bản thân hơn nữa các bạn nhé. Ở trả bài này các bạn có thể chọn hơn một tụ bài tùy vào số lượng người yêu, người mà bạn muốn check xem là họ nghĩ gì về bạn tại thời điểm này, họ thấy bạn thế nào, họ muốn nói điều gì với bạn các bạn nhé. Bây giờ chúng ta chọn tụ bài, các bạn nhớ là cái phần chọn tụ bài của mình bao giờ cũng đặt ở phần mô tả. Các bạn chạm vào phần tiêu đề, sau đó các bạn kéo lên, các bạn sẽ thấy phần chọn tụ bài ở phía dưới các bạn nhé. Hôm nay chúng ta chọn tụ bài bằng 3 cái tấm này. Đây là tụ bài số 1. Đây là tụ bài số 2. Và đây là tụ bài số 3. Khi mà các bạn chọn tụ bài thì các bạn nghĩ về cái người cũ đó của các bạn. Các bạn thiền một chút, các bạn nghĩ về cái người cũ của các bạn. Và sau đó các bạn chọn tụ bài và bấm nghe các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đến với trả bài đầu tiên. Xin chào các bạn chọn tụ bài đầu tiên. Mình sẽ dùng bộ Scorpio Tarot để mình xem là cái người này bây giờ họ có còn dõi theo các bạn không, còn quan tâm đến các bạn hay không nhá. Sau đó thì chúng ta mới đến cái câu hỏi đó là họ thấy bạn như thế nào và họ muốn nhắn gửi đến bạn điều gì, hoặc là câu hỏi thực nó tùy vào cái kết quả của cái trả bài này các bạn nhá. Bây giờ mình rút bài. Khi rút bài thì mình sẽ dừng video lại để mình nó hạn, ý là nó khi mà video nó nặng quá, nó nhiều dung lượng quá thì tải nó sẽ rất là lâu, nên là mình sẽ tiết kiệm cái thời gian này các bạn nhá. Sau đó mình sẽ dùng bộ bài Radiant White Spirit Tarot để xem là trong mắt người này bây giờ họ cảm thấy bạn như thế nào, họ suy nghĩ thế nào về bạn ý. Sau đó là bộ The Daisy Tarot để mình xem là họ muốn nhắn gửi đến bạn điều gì nhé. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài. Nhìn vào cái tụ bài số 1, nói thật với các bạn là không biết là những người chọn tụ bài số 1 các bạn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mình nhìn vào cái trả bài này tự nhiên mình thấy sợ. Lý do tại sao mình thấy sợ? Mình thấy ở đây, dù là ai, các bạn nghe, nếu bạn là nam nghe thì đây là đang nói về đối phương của bạn, có thể là chồng, là vợ các bạn nhé, các bạn tự đổi chiều. Mình chỉ thấy các bạn hình như cái người này đã có một cuộc hôn nhân với các bạn, nghĩa là chồng cũ, vợ cũ, hoặc là một mối quan hệ khá là sâu sắc, các bạn đã ở với nhau như vợ chồng rồi. Và bây giờ tại cái thời điểm này ấy, mình không biết là bạn khi nghĩ về người này bạn có cảm thấy sợ hay không, nhưng mà trong trả bài hiện lên cái người này là người rất là ghê gớm, và bạn đã từng có những cái khoảng thời gian ở với người này mà đôi khi nghĩ lại bạn vẫn cảm thấy rùng mình. Mình thấy cái điều đó. Còn nếu như không phải cái tinh thần đó thì bạn chọn tụ bài khác nhá, bởi vì đây không phải là tụ bài dành cho các bạn. Tại sao mình lại nói như vậy? Người này ấy, bên trong họ là một con hổ. Họ nghĩa là họ rất ghê gớm. Cái ghê gớm của họ nếu là đàn ông ấy thì họ sẵn sàng, các bạn cứ tưởng tượng đến những người đàn ông mà họ gia trưởng, ở đây là cách dùng từ Việt Nam là dùng từ sai. Gia trưởng là người lớn ở trong nhà, có nghĩa là họ là người quyết đoán ấy, họ là người quyết đoán, là người mạnh mẽ, là cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người khác. Nhưng mà người Việt Nam luôn dùng từ gia trưởng với cái kiểu là một cái người mà luôn luôn theo ý của mình, mà nếu như không nghe theo thì sẽ dùng cái sự trừng phạt, ví dụ như chửi bới, mắng nhiếc, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, và yêu cầu nói ra cái điều gì là bắt người khác phải nghe. Thì nghĩa là cái không khí gia đình đó có thể là bạn, có thể là chồng bạn, vợ bạn, hoặc là gia đình chồng, gia đình vợ của các bạn. Họ, mình thấy họ giống như con mãnh hổ ấy. Trong những ngày tháng ở với bạn thì họ như thế, và bây giờ chia xa rồi, tại vì chúng ta đang hỏi là người cũ mà, thì họ vẫn cứ nhìn về phía bạn. Chỉ có điều giống như là giữa hai người không còn cái lý do để họ có thể động chạm tới bạn được nữa, cho nên là họ cứ đứng từ xa họ nhìn. Cái năng lượng của tám kiếm con hổ bị trói đôi chân ấy, có nghĩa là bản thân họ, họ vẫn cứ nhìn đó, họ vẫn với tư thế của con hổ đó, với tinh thần của con hổ đó, chứ họ không hề suy giảm. Và chẳng qua bây giờ giữa bạn và họ không có lý do gì để cho họ động đến bạn mà thôi nhá. Đó là năng lượng thứ nhất. Năng lượng thứ hai, người này là một người rất là thâm sâu, King of Wands, nghĩa là họ làm một việc gì đó họ thâm sâu lắm, họ suy tính, họ ngẫm nghĩ. Với cái người này có thể họ cũng là từng trải qua rất nhiều những thăng trầm của cuộc sống để đúc lên trong họ có cả những dã tâm, có thể có trí tuệ, đương nhiên là phải có trí tuệ rồi, trí tuệ, có cả dã tâm, có cả cơ mưu, có cả cái sự trầm lắng sâu thâm sâu của họ.
Và họ làm bất cứ một cái việc gì họ cũng suy xét ngẫm nghĩ rồi họ mới hành động. Người này khi mà nhìn về phía bạn, họ vẫn tiếc nuối cái tổ ấm mà bạn và họ đã có với nhau. For once, các bạn ở đây for once, các bạn có thể là mình cho tận bây giờ trong tarot for once là có thể là lá tên của nó, chúng ta có thể hiểu cái nghĩa của nó chính là True Flame, nhưng mà mình tinh thần của mình không không để tâm đến cái mối quan hệ này nữa, bởi và khi nó dưới đài bài của mình thì có nghĩa là nó cũng sẽ mang theo tinh thần của mình. Các bạn hiểu vì sao không? Theo cái tâm linh, nghĩa là những cái tài liệu mình nghiên cứu ấy, thì True Flame chỉ là phân mảnh linh hồn mà thôi, nghĩa là bản thân cái linh hồn của chúng ta tự nguyện phân mảnh để chúng ta đi trải nghiệm nhiều, chúng ta có nhiều trải nghiệm, và tất cả những ai tương tác cuộc đời của chúng ta, dù là mối quan hệ toxic, mối quan hệ karmic hay là somatic hay là bất kỳ một mối quan hệ nào, cũng nhằm mục đích ta phát triển cái linh hồn của mình thôi. Nhưng for one nó chính là báo, nó là một cái dấu hiệu để biết rằng linh hồn của chúng ta tình nguyện trải nghiệm rất nhiều thử thách, thậm chí là thử thách dữ dội, thử thách đau đớn để chúng ta phát triển linh hồn của mình, ta có được những thông tin để những thông tin, những trải nghiệm để phát triển linh hồn của mình. Cái là các bạn nhìn vào for one, các bạn đừng sợ, đây không phải là cái người này không có vướng mắc gì với các bạn cả. Nếu như các bạn cảm thấy họ họ chỉ có mang lại đau khổ, mang lại đau đớn cho các bạn, thì hãy mạnh dạn cắt ra họ ra khỏi cuộc sống. Còn người này bây giờ họ vẫn cứ dính, họ vẫn cứ nhìn về phía các bạn, họ vẫn hy vọng là bởi vì họ coi đó là tổ ấm, thì có thể những ngày tháng ở với nhau, các bạn đã từng là người chồng người vợ tuyệt vời trong cái gia đình đó, nhưng bây giờ họ nhìn lại, họ vẫn nhìn với con mắt tiếc nuối, và họ vẫn hy vọng và họ vẫn ủ mưu. Các bạn nhớ nhá, dùng cái từ ủ mưu cho mình, họ vẫn ủ mưu để làm sao có lại được cái gia đình đó. Đối với bạn giờ hai và đến tình, họ trong mắt họ ấy, thì bạn là giờ hai và đến tình, thì hoặc là có thể họ đổi chiều. Giờ hai và đến tình là người khá là sâu sắc, thâm thâm sâu, suy nghĩ cái gì không bao giờ bộc lộ ra, đó nghĩa là luôn luôn ẩn kín cái suy nghĩ của mình, là người uyên bác, là người thông tuệ, có thể là bạn, có thể là đối phương của các bạn, và giấu kín cái suy nghĩ bên trong của mình, chỉ khi nào họ hành động ra thì mới biết mà thôi. Người này lúc nãy tại sao mình lại nói là họ là người ghê gớm, The Emperor, với lại cái L shot hình ảnh của con hổ ấy, bởi vì đây là cái bộ bài thì nó theo tinh thần của cái bộ bài đó, thì các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh của cái người già Emperor ấy là cái người mà lúc nào cũng ông ta là người chủ ở trong nhà, chưa bao giờ ông ta quên cái địa vị đó của mình cả, và cái địa vị đó cũng củng cố cho ông ta một suy nghĩ rằng tất cả những lời ông ta nói ra, những việc ông ta làm, những gì ông ta muốn, ông ta phải đạt được bằng mọi giá, ông ta phải đạt được. Và chính cái dã tâm đó, cái dã tâm đó, cái tham vọng đó, nó khiến cho ông ta trở thành một con mãnh hổ. Và bây giờ họ vẫn cứ nhìn về phía các bạn là Ten of Cups, 10 xu các bạn nhé, vẫn là 4 gậy và 10 xu. 4 gậy là gia đình, 10 xu cũng là gia đình, nhưng 4 gậy nó mang cái tính chất là một gia đình họ nuối tiếc, còn 10 xu là gia đình họ quyết tâm họ sẽ đạt được. Cho nên các bạn phải chú ý cẩn trọng với người này. Nếu như họ, bản thân họ, nếu như mà cái tụ bài này là của bạn chẳng hạn, bạn cảm thấy nó hợp với các bạn và bạn vẫn còn lưu luyến người này, bạn muốn quay trở lại với người này, thì tốt nhất là bạn nên làm một trải bài riêng để xem là cái người này họ đã thay đổi tính cách hay chưa. Họ nếu như họ muốn tái hợp lại thì họ có thay đổi không? Cuộc sống của các bạn có thay đổi được không? Còn nếu như trước đây họ đã giống như mình vừa miêu tả ấy, mà nếu như họ không thay đổi thì cái việc quay trở lại là việc không nên một chút nào cả. Không nên nên hay không nên thì chỉ khi nào bạn làm trải bài riêng thì mới có câu trả lời chính xác thôi. Còn ở đây mình không đi sâu vào vấn đề đó, mình chỉ đi sâu là họ còn quan tâm đến các bạn hay không, thì mình thấy họ vẫn rất quan tâm đến các bạn và luôn dõi theo bạn từng bước một, và người này họ rất là ghê gớm, hãy chú ý đề phòng họ đấy nhá. Câu hỏi thứ hai đó là tại thời điểm này thì họ thấy bạn như thế nào, có nghĩa là sau khi chia tay họ thấy bạn như thế nào. Người này họ thấy bạn là một chiến binh, quên là sót, bạn là một chiến binh thực thụ, bạn rất mạnh mẽ, bạn rất thông minh, một quên là sót thường nói là một chiến binh trí tuệ, và từ cái trí tuệ đó thì nó giúp cho bạn hành động. Mình thấy có thể là sau ly hôn các bạn gặp phải một năng lượng của The Tower, có nghĩa là có một cái gì đó, ví dụ sự sụp đổ, ví dụ như là kinh tế chẳng hạn, bao giờ ly hôn thì phụ nữ chả phải thiệt thòi đúng không, nhưng mình có một mang theo một đống nợ đánh đổi cuộc ly hôn đó thì nó cũng được gọi là The Tower. Hoặc là sau khi ly hôn các bạn xảy ra rất nhiều biến cố cả về tinh thần lẫn vật chất, nó giống như là các bạn đang đi thì các bạn bị dẫm phải một cái bẫy ấy, và các bạn sa chân xuống dưới đó, các bạn cứ tưởng tượng The Tower là như thế và yêu cầu là bạn phải bước
bước chân lên, bạn phải lê lết, bạn phải bò lên khỏi cái hố sâu đó. The Tower ở đây mình chỉ nói là The Tower trong cấu trúc bài của mình, trong tinh thần bài của mình, chứ đó không phải là cái từ khóa để các bạn lại phân tích là đúng hay sai nhé. Thì mình thấy một cái hình ảnh như thế, bạn giống như là bạn là một quy nào sát, một chiến binh mà bạn đã lê lết bò lên từ cái hố sâu của The Tower, bạn làm lại từ đầu cho lá bài của Al Sharp. Và cuộc đời của bạn thay đổi, đấy là sự thay đổi. Các bạn tưởng tượng đấy đang là một mùa đông, quang cảnh của một mùa đông, những cánh đồng khô chết, và mùa xuân khi nước mưa xuống thì bắt đầu những mầm cây trỗi dậy, đó chính là Air One và Air Cup. Nghĩa là trong mắt họ bạn là một chiến binh, bạn là một chiến binh rất thông minh, quả cảm, và bạn đã vượt qua những cái ngày tháng khắc khổ nhất, cái hố sâu, cái bẫy tuyệt vọng nhất để bạn có được cái năng lượng như bây giờ các bạn nhá. Đó, trong mắt họ là như thế. Cái điều mà họ muốn nhắn gửi đến bạn điều gì? Mình thấy họ nói với bạn rằng họ rất muốn xây dựng lại. Nếu như các bạn đã ly hôn hoặc là chia tay, họ rất muốn hai người quay trở lại, tám xu xây dựng lại, rất muốn chúng ta nắm tay nhau cùng đi tiếp, chúng ta làm lại từ đầu. Họ giống như là cái lời nhắn của họ, nếu như chỉ cần em đồng ý hoặc là anh đồng ý, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. The Madison giống như là anh có thể làm ở tất cả, em có thể làm ở tất cả, nghĩa là chúng ta thu vén lại, chúng ta xây dựng lại, chúng ta quyết tâm làm lại, khó khăn đến mấy anh cũng có thể làm lại. Người này họ nói như thế, và họ với một tinh thần rất là quyết tâm. Nó là một tinh thần quyết tâm, chất mà là thay đổi. Thì mình thấy ở đây, bài ở đây lên là họ có ý là thay đổi và họ muốn làm lại. King of the Nine of Wands là cái hình ảnh của cái người sẵn sàng xây dựng, sẵn sàng hành động để mà thay đổi. Và Fair Pháp là có một cái tình yêu mới sẽ đến. Có nghĩa là ở đây cái lời nhắn gửi đó là anh muốn làm lại từ đầu, anh hoặc em thì mình đọc một chiều thôi nhá. Anh muốn làm lại từ đầu, anh muốn nắm tay em để cùng đi tiếp. Hãy yên tâm là dù khó khăn đến bao nhiêu, cách trở đến bao nhiêu, anh cũng sẽ cùng em vượt qua. Anh sẽ là cái chỗ dựa cho em, và chỉ cần chúng ta làm lại từ đầu thôi. Em sẵn sàng làm lại từ đầu với anh thôi. Anh sẽ làm tất cả, chúng ta làm lại từ đầu nhé. Mình thấy như thế. Và mình vẫn nói lại lần cuối cùng, trong trả bài thì mình thấy người này ngày xưa họ rất là ghê gớm. Thì ghê gớm nó tùy từng câu chuyện, nó tùy từng câu chuyện. Ví dụ như là trả bài chung thì mỗi người một câu chuyện khác nhau, thì các bạn chỉ hiểu tinh thần của nó thôi. Và ở đây cái người này họ đang rất muốn quay trở lại, và họ sẵn sàng họ thay đổi để họ làm lại. Nhưng đó là cái suy nghĩ của họ. Còn họ thực sự họ thay đổi như thế nào, và nếu đến với nhau họ có thay đổi được không, thì các bạn cần phải có một trả bài riêng thì mới nên áp dụng cái trả bài này. Còn các bạn không quyết định bất cứ điều gì đến trả bài chung các bạn nhá. Thì đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 1. Mình mong là các bạn sẽ tìm được câu trả lời và hướng đi đúng nhất từ trả bài riêng của mình. Còn trả bài chung các bạn chỉ nghe để hiểu tinh thần của vấn đề thôi, để cho các bạn thêm động lực, để các bạn hiểu rằng trong mắt người cũ thì bạn là người như thế nào là đủ thôi các bạn nhá. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình, yêu thích kênh mình, thì các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé, để lại cho mình một nút like, những comment để mình biết là các bạn suy nghĩ như thế nào, và mình định hướng trả bài chung tiếp theo. Còn nếu các bạn muốn liên hệ với mình để trả bài riêng, tất cả thông tin Facebook, Zalo mình để ở phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Bây giờ mình sẽ dùng bộ game để tarot để mình check cái năng lượng, đó là cái người này hiện tại họ có còn theo dõi, còn quan tâm đến các bạn hay không. Cái phần rút bài thì mình sẽ dừng video lại để cái dung lượng nó không lớn quá, cái việc tải video nó sẽ nhanh hơn các bạn nhá. Mình không có thời gian để làm live stream cho các bạn, nên là các bạn chịu khó. Bây giờ chúng ta cùng rút bài. Sau khi mình dùng game để tarot để check năng lượng của họ là họ còn quan tâm đến các bạn hay không, thì mình sẽ dùng bộ Radiant Wild Spirit tarot để mình check xem là họ có còn nhớ đến bạn không nhá. Cuối cùng là bộ The Lazy tarot để mình xem là họ có muốn nhắn gửi đến bạn điều gì không. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài. Khi mà rút cái bộ bài này mình cảm thấy rất là cảm động, cho nên là các bạn chịu khó nghe đến cuối cùng nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ từng câu hỏi một. Câu hỏi đầu tiên là bây giờ họ đang như thế nào? Có lẽ là cái người này họ đối với bạn bằng một cái tình yêu bao la, một cái từ tâm như thế, như là ông trời cho họ một món quà. Nghĩa là
dù là họ đã rời xa bạn rồi, họ đã có một gia đình mới rồi, đây là những người đã có một gia đình khác rồi nhá. Chứ nếu những ai mà người cũ của các bạn chưa, người đó họ chưa lập gia đình thì đây không phải là tụ bài của bạn đâu. Nghĩa là cái người cũ của bạn đã lập gia đình khác rồi. Nhưng mà tinh thần, miễn nói tổng quan, họ chưa bao giờ họ quên bạn cả, và họ luôn dành cho bạn một một cái góc rất là trân trọng trong trái tim á. Cho nên có lẽ là bởi vì họ có một cái từ tâm như thế, nhưng cuộc đời của họ tại thời điểm này mình thấy họ rất là hạnh phúc. Mình thấy bây giờ mình đọc bài này, người này đã rời xa bạn rồi, nghĩa là hai người chia tay, họ đã bước sang, giống như họ đã bước lên một con thuyền khác để bước sang một hành trình khác mà ở đó không có bạn nữa. Mình không biết là hai người xảy ra chuyện gì, nhưng mà mình hiểu khi họ rời xa bạn ấy, họ quyết tâm họ rời xa bạn, họ bước lên con thuyền đó, trong lòng họ như muốn khóc, họ thương bạn rất nhiều. Nhưng cái người này có một, không biết đó là lý do, cái lý do riêng, bởi vì đây là trải bài chung, chúng ta không trách lý do riêng được là gì, nhưng mà họ quyết tâm họ rời xa các bạn. Nhưng khi rời đi, họ để lại một cái nỗi lòng ấy, nó không hề nhẹ nhàng một chút nào, nó vừa là tình thương, nó là vừa sự là sự day dứt, nhưng họ quyết tâm họ rời đi. Người này bây giờ họ có for once, họ có thì có thể là cái người này họ đã từng có gia đình và họ yêu các bạn chỉ một đoạn đường thôi, hoặc là sau đó họ rời đi thì họ lấy người khác nhá, thì đây là for once đó, ngôi nhà và những đứa trẻ. Bây giờ họ đã có một gia đình đó rồi, có thể họ có con, hoặc là gia đình của họ cái biểu tượng của cái sự hạnh phúc ấm áp sum vầy. Mình thấy tại cái thời điểm này họ mang năng lượng cái nào short, giống như là họ cái lý trí của họ hiểu rằng họ phải đầu tư cho cái gia đình đó. Và mình thấy giống như là cái hình ảnh họ đi làm, cái người này có thể họ làm những cái công việc ví dụ như là giao tiếp này, giao tiếp này, thuyết phục khách hàng này, là bác sĩ này, kỹ sư này, làm cái việc gì đó thiên liên quan đến xây đến đến kỹ thuật á. Và mình thấy họ chăm chút, nghĩa là có hai mặt, một là lý trí mách họ rằng họ cần có cái gia đình đó phải chăm lo và họ phải toàn tâm toàn ý cho gia đình đó, hai đó là là họ quyết tâm để họ xây dựng bằng hành động. Và người này là The Emperor. The Emperor khác hẳn với The Emperor của tụ 1. Nếu The Emperor của tụ 1 là cái tinh thần của một cái người rất độc đoán ấy, rất độc đoán, rất là theo kiểu có cái phần quân phiệt ấy, thì cái người này họ mang năng lượng The Emperor, đó là ý thức của một người đàn ông đã có gia đình và họ làm tròn cái bổn phận của họ với một cái tinh thần, đó là họ hiểu rằng anh, nghĩa là họ hiểu rằng họ chính là người đàn ông của một người đàn bà nào đó, của những đứa con nào đó, và họ vui vẻ họ thực hiện cái sứ mệnh đó. Mình thấy tại thời điểm này cuộc sống của họ khá ổn, chín cốc nghĩa là niềm vui bình yên, và trong mình thấy chín cốc với ba cốc là niềm vui, là bình yên. Và cái người này có thể họ kiếm ra nhiều tiền, họ là người mà có khả năng kiếm tiền, gia đình cơ ngơi của họ khá là ổn và họ đang rất chăm chú cho cái gia đình đó nhé. Đó nhìn bên ngoài thì như thế. À quên, mình thấy tinh thần là như thế. Thì với tinh thần đó, mình mới hỏi là vậy thì họ có còn nhớ bạn không? Thì sẽ ra một câu chuyện như thế này. Họ nhớ bạn rất nhiều. Tại sao mình gọi là rất rất nhiều? Cái tình cảm của họ là ai khác, là một tình cảm giấu kín ở một góc của trái tim á. Mình thấy người này họ có xu hướng là họ nén cái tình cảm đó lại bằng lá bài của bốn gốc. Và họ buồn, the moon. Họ buồn. Nếu như mà họ không có rằng môn ở đây thì mình nghĩ rằng có thể mỗi lần nghĩ đến bạn thì họ cảm thấy họ mỉm cười. Nhưng bởi vì có rằng môn nên mình hiểu rằng họ cất bạn ở một góc nào đó, và trong trong cái tâm tư của họ nó là sự ngậm ngùi, là thương, là đôi khi cảm giác cô đơn. Nghĩa là với những hiện tại họ đang có nhìn vui vẻ như thế đấy, nhưng thực sự trong lòng nghĩ đến bạn họ vẫn cảm thấy buồn, họ vẫn cảm thấy cô đơn. Cái sự cô đơn đó là bởi vì trong cái gia đình đó, cái người mà là vợ của họ đó, là mẹ của những đứa con đó, không phải là bạn. Trong mắt họ, bạn là The Empress, bạn là một người phụ nữ rất là dịu dàng. Chỉ đơn giản thế này thôi, The Empress là người phụ nữ dịu dàng, người phụ nữ chăm lo, người phụ nữ có một toát lên một cái sự dung dưỡng và bao dung giống như mẹ đất vậy. Một người phụ nữ mà mỗi khi họ trở về nhà, họ sẽ cảm thấy bình yên. Họ giống như bạn tặng cho họ một bữa tối ấm áp, bình yên. Những khi mà họ mệt mỏi, có bàn tay của bạn, chia sẻ. Những cái lúc mà họ buồn phiền, có bạn an ủi. Nghĩa là bạn là một người hình mẫu người vợ tuyệt vời trong mắt họ. Và giờ vua họ đã từng nghĩ rằng bạn chính là cái trọn vẹn của họ. Và giờ vua với A of One ở đây cũng có thể rằng hai người nếu đã từng có cái chuyện chuyện giới quan hệ tình dục với nhau ấy, thì họ nhớ cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc đó vẫn làm cho họ nhớ nhất. Và họ cũng nhớ cả cái khoảnh khắc mà hai người ở với nhau, có thể hai người đã từng ở sống thử, hoặc là sống với nhau, hoặc đã từng yêu nhau, nó sâu sắc giống như là
vợ chồng và hướng tới quan hệ vợ chồng và chưa lúc nào họ nguôi nhớ cái điều đó cả. Thì với câu hỏi là họ có nhớ bạn không? Có, họ nhớ rất nhiều. Và họ nhớ như thế nào thì mình đã phân tích rồi các bạn nhé. Đến câu hỏi thứ 3, đó là họ muốn nhắn gửi gì đến các bạn? Họ yêu các bạn. Người này mình nghĩ rằng có thể họ không nói đâu. Người này ít nói, người này không biểu hiện nhiều, nhưng họ không che giấu được tình yêu đối với các bạn. Họ yêu các bạn, yêu rất nhiều. Nhưng cái tình yêu đấy nó giấu kín. Các bạn nhìn thấy lá bài của Fairy Pentacle, hình ảnh của một cô gái đứng trong một cái vòng tròn, đang cầm một cái đồng xu. Cô ấy đang suy xét là mình có nên bước chân ra khỏi cái vòng tròn đó hay không. Cho nên là mình nghĩ rằng người này có thể họ đã có gia đình rồi, và họ đã từng yêu các bạn, sau đó thì họ quay trở lại với gia đình họ. Hoặc là họ yêu các bạn rồi sau đó họ rời đi, họ lập một gia đình khác, và họ vẫn nhớ các bạn. Có đôi khi mình cảm giác là người này họ muốn Fairy Pentacle, nó giống như một, tự nhiên mình thấy một cái kiểu đó là họ rất muốn nói chuyện với các bạn, họ rất muốn nhắn tin cho các bạn, muốn gọi các bạn, muốn tiến đến phía các bạn. Nhưng mà họ tự hỏi một điều, họ băn khoăn một điều, đó là họ có nên bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn đó hay không. Bởi vì tất cả những gì họ đang có nó đẹp vô cùng. Và vì thế, vì một bên là tình yêu, một bên là cái tâm trí ấy, nó cứ chiến đấu chọi nhau như thế. Nên là bên ngoài là bình yên, là vui vẻ, nhưng bên trong là giờ môn, là giờ devil, là sự cô đơn. Mình thấy người này cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa quên được bạn. Bạn vẫn cứ ở đó, bạn cứ ở một góc trong lòng họ. Và cứ khi nào cảm thấy buồn, khi nào ở một mình thì họ lại mang cái tình cảm đó ra, họ ngắm lại. Và nó cứ giờ đây vô, nó cứ nằm ở trong lòng họ ấy, gột đi không được, đuổi đi không được, nó cứ ở đó như một sự ám ảnh, như một sự nghiện ngập. Lại tiếp tục xuất hiện giờ Empress. Người này họ coi trọng các bạn lắm. Bạn chính là người vợ trong mơ của họ, là người vợ tìm thấy của họ, là nữ hoàng trong lòng họ. Ở đây mình thấy có thể những ngày tháng yêu nhau ấy, bạn là một phụ nữ rất dịu dàng, bạn rất chăm lo, bạn rất thương yêu họ, bạn rất thấu hiểu họ. Mà cái người này họ lại lý trí, họ mạnh mẽ, họ thông minh, họ quyết đoán. Cho nên là giống như bạn là một cái sự bù trừ còn thiếu cho họ ấy. Nó giống như là các bạn cứ tưởng tượng cái sự cứng mạnh của người đàn ông, chỉ thực sự các bạn biết là cái gì cũng thế, cái sự cứng mạnh có thật sự tốt không? Không. Và cái sự dung hòa đó chính là cái sự êm dịu, êm đềm của người phụ nữ. Và đó, họ thấy bạn chính là một nửa còn thiếu của họ, một nửa phù hợp với họ. Và mình cảm thấy ấy, mặc dù bây giờ họ sống bên cạnh cái gia đình của họ ấy, ngôi nhà và những đứa trẻ, thì mỗi khi nghĩ về gia đình họ, một là họ đã từng sống với bạn như một gia đình, thì họ vẫn cứ nghĩ về cái gia đình có bạn đó. Hoặc họ ước mơ giống như một đêm thức dậy, một ngày thức dậy, thì cái người trong ngôi nhà đó, cái người mà đang làm vợ làm mẹ đó là bạn. Đó, mình thấy có cái năng lượng đó nhá. Thì các bạn ạ, ở đây mình không biết là người này họ là người, các bạn là người thứ ba, mối quan hệ ba người, hay là hai người chia tay xong rồi thì họ đi lấy chồng lấy vợ khác. Đây mình chỉ đọc một chiều thôi, các bạn tự đổi chiều nhé. Thì mình nghĩ rằng các bạn chỉ cần coi tình yêu của họ là cái động lực để các bạn tiếp tục, các bạn sống tốt hơn. Và các bạn mơ ước cái việc, các bạn nghĩ đến cái việc các bạn sẽ gặp một người yêu họ giống như bạn yêu họ, và họ sẵn sàng, họ đến với bạn, họ cưới bạn làm vợ, chứ không phải là họ giấu bạn ở trong tim. Cho nên là khi mà bạn nghe cái trả bài này, mình hy vọng là bạn sẽ không lục lại cái tình cảm đó, bạn tìm về đến họ hay bạn tiếp nhận họ, mà hãy nhớ rằng bạn xứng đáng được yêu. Người này họ đến để họ dạy cho bạn một bài học, đó là bạn xứng đáng được yêu, và bạn phải gặp được người dám hành động để có được bạn, chứ không phải là chỉ để bạn ở trong trái tim các bạn nhá. Cái thông điểm chính là như thế. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình mà yêu thích kênh mình thì nhớ là ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhá, để lại cho mình một nút like, một comment. Và nếu như bạn có nhu cầu trả bài riêng thì tất cả thông tin mình đặt ở phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3. Mình sẽ dùng bộ bài Đức Nicoletta Secoli để mình check cái năng lượng, đó là cái người đó họ có còn quan tâm và theo dõi đến các bạn không các bạn nhé. Mình xin phép là cái phần rút bài thì mình sẽ dừng video lại, để cho cái dung lượng nó không lớn lắm thì cái việc tải video nó sẽ nhanh hơn. Mình rất là bận cho nên mình không thể làm live stream được, các bạn thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta cùng rút bài. Tiếp theo mình dùng bộ dây đèn White Spirit Tarot để xem là họ có còn nhớ đến bạn không, họ còn tình cảm, còn nhớ đến bạn không nhé. Và thứ ba là bộ The Lachy Tarot để mình xem họ muốn nhắn gửi đến bạn điều gì tại thời điểm này. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài. Mình thấy ở trong bộ bài này, những người chọn tụ bài số 3
Người này là người họ đã rời bỏ các bạn đi rồi, và họ là người rời bỏ các bạn đi vì cái lý do giữ, vì cái lý do mà theo kiểu là họ giống kiểu người đàn ông ái kỷ ấy, nghĩa là họ rời các bạn đi, họ biết đó là tình yêu, họ rời các bạn đi để tốt cho bản thân họ. Thì đó là tinh thần của những người chọn tụ bài số 3, nghĩa là họ giữ cái an toàn, cái bình yên cho bản thân họ ấy. Thì đó là tụ bài số 3, cái người nào không phải tinh thần này thì đây không phải là tụ bài của các bạn nhá. Mình thấy người này sau khi rời các bạn đi, bởi vì mình thấy có 8 cấp, người này họ đã rời các bạn đi rồi thì có thể là ở đây không không rõ là họ đã có gia đình hay chưa, nhưng mình chỉ biết đó là họ rời bạn đi, có thể họ đã có một mối quan hệ cam kết khác. Ở đây có 2 cấp, họ đã có một mối quan hệ cam kết khác, họ có người yêu hoặc là họ đã lấy một người khác rồi, thì cái chuyện họ có gia đình hay chưa thì mình chỉ thấy biểu hiện là 2 cấp thôi. Người này ngay tại cái thời điểm này, họ khi mà Tamarin đi liền với chất tịt á, thì mình hiểu rằng dù họ đang ở bên cạnh ai, họ sống một mình, bởi vì trả bài chung thì nó có nhiều cái tình huống đưa ra, có thể là họ có người yêu hoặc là họ lập gia đình rồi, mình rõ ràng là họ đã có một đối tượng rồi, thì trong lòng họ, họ vẫn cứ so sánh cái người này, hầu như là họ sinh ra để họ suy nghĩ cái việc mà cứ đo đếm cân nhắc là cái việc để họ làm cho đỡ buồn ấy, bởi vì lúc nào trong lòng, trong đầu họ cũng là cái sự cân nhắc, cái sự so sánh, hoặc là họ cố làm sao để họ cân bằng. Cái ý này thì đúng hơn, mình thấy giống như họ giấu đi cái bão lòng ấy, họ cố để họ cân bằng. Người này rất giỏi giấu cảm xúc luôn, luôn là đeo mặt nạ, nghĩa là ở bên ngoài dù bên trong, dù họ mệt mỏi như thế nào, họ đau khổ thế nào, họ tức giận ra sao, thì họ cũng cứ mang một bộ mặt rất là bình yên, nghĩa là họ cố gắng để họ nuốt đi cái phần cảm xúc tiêu cực vào bên trong, họ nuốt vào bên trong để họ chịu đựng nó, chứ không phải là họ chuyển hóa các bạn nhé. Cho nên ở bên ngoài lúc nào thấy họ bình yên, cái người này có thể họ mang một khuôn mặt rất bình thản, nhìn như mặt trăng ấy, bình thản, êm đềm, êm dịu, dù họ là nam hay là nữ. Ví dụ như họ là nam thì cái vẻ của họ rất là giống ca sĩ Thanh Duy ấy, đó, có cái vẻ mặt đó, nhìn bên ngoài bình yên, êm dịu, điềm đạm, họ là cái vẻ như thế. Nhưng không ai biết ở bên trong họ là Queen of Swords các bạn nhé, họ là nữ hoàng kiếm, nghĩa là có một nữ hoàng rất sắc sảo, thì họ dù là nam hay nữ thì họ vẫn mang yếu tố của nữ hoàng kiếm. Nữ hoàng kiếm là gì? Nếu như vua kiếm là cái người mà họ sẵn sàng, họ sát phạt, ví dụ họ sẵn sàng, họ là người cầm đầu, họ chinh chiến, họ lên tiếng, họ bảo vệ, họ quyết định, thì Queen of Swords là giấu kín ở bên trong mình, nghĩa là quan sát lặng ngầm và sử dụng cái trí tuệ của mình điều khiển, thì có nghĩa là họ là nam hay nữ thì họ vẫn mang cái tinh thần của Queen of Swords, nghĩa là cái nội lực nó giấu đi ở bên trong, cái sự sắc sảo, sự tinh khôn của họ giấu đi ở bên trong, ở bên ngoài họ cứ tỏ ra họ là the fool, nghĩa là rất là ngốc nghếch, cái kiểu như họ vẻ một cái vẻ vô tội, họ luôn trưng một cái vẻ rất là vô tội, rất là hiền lành, rất ngây thơ, rất dễ thương, cái kiểu như thế. Dù là nam hay nữ, nam cũng có cái kiểu dễ thương của nam, ví dụ Thanh Duy rất là dễ thương, đúng không? Đó, cho nên là, và đối với bạn ấy, cái cuộc tình, cái mối quan hệ đối với bạn, bởi vì là người cũ mà, đối với họ nó là lá bài death, là đã chết rồi, đã kết thúc rồi, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Và trong lòng họ, The Medicine là thường biểu tượng của một người rất hiểu rõ bản thân mình, họ biết cái bên trong của mình là gì, có nghĩa là bên ngoài họ thể hiện ra sao không biết, nhưng bên trong họ biết, họ hiểu mình làm như thế là đúng hay sai, họ hiểu là cái việc diễn ra là như thế nào, và họ hiểu rằng cái ở đây hai cốc nó có hai vấn đề. Họ hiểu rằng bạn với họ đã từng là hai cốc, bạn với họ đã từng là một tình yêu êm đềm, một tình yêu chưa bao giờ họ quên, hoặc họ hiểu rằng họ đã có một đối tượng khác và họ phải tập trung cho cái đối tượng đó các bạn nhé. Cái người này là cái người mà các bạn chú ý cho mình này, có ba cái đặc điểm. Một, đó là họ là cái người mà, một là họ rất giỏi giấu cảm xúc, đeo mặt nạ. Hai, con người của họ có hai mặt đấy, bên ngoài rất là êm dịu nhưng bên trong là một nữ hoàng kiếm. Nữ hoàng kiếm sẵn sàng, nghĩa là mình chưa thấy từ sẵn sàng đâu, họ giấu, họ ẩn một cái kiếm ở bên trong. Còn đương nhiên khi nào nó đủ nội lực, ví dụ như là ai đó kích động họ, làm cho họ bực mình, thì cái nữ hoàng kiếm ấy nó sẽ biến thành vua kiếm ngay thôi, và vua kiếm thì sẵn sàng sát phạt thôi. Đó, nghĩa là nữ hoàng kiếm là cái tính cách của họ lúc bình yên, họ giấu cái nữ hoàng kiếm ở bên trong. Cái yếu tố thứ ba đó là họ hiểu rằng cái mối quan hệ của bạn và họ đã kết thúc rồi, và họ cần sống cho hiện tại, họ hiểu cái gì mới là quan trọng. Nhưng trong họ là bão lòng các bạn nhé. Cái bão lòng được thể hiện là như thế này. Người này, cái tình cảm của họ đối với bạn nó giống như một mầm cây trong lòng đất vậy. Các bạn cứ tưởng tượng nó cứ mọc ngầm ở trong đó, nó không ồn ào, nhưng mà nó cứ nằm ở đó, nó giống như một cái mụn ấy, một cái mụn nó cứ ở trong đó, và họ cố để họ cân bằng. Temperance, họ cố để họ cân bằng. Người này dù lúc họ làm việc hay dù họ làm gì
thì họ vẫn nhớ đến bạn. Cái người này khác với người tụ bài số 2. Cái tụ bài số 2 họ yêu bằng một tình yêu rất nồng nàn, một tình yêu nồng nàn, một tình yêu theo kiểu như là họ yêu và họ thương các bạn. Thì người này họ yêu bằng một tình yêu hối hận. Tại sao lại mình lại thấy có cái sự hối hận? Mà cái sự hối hận này lại không phải là họ 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 hối hận đâu nhá. Nghĩa là họ nghĩ về cái việc đó và họ vẫn cứ cố tìm mọi cách để họ bảo vệ cái điều họ làm, cái điều họ quyết định là đúng. Mình thấy cái người này với bạn đã chia xa rồi. Mà cái lý do chia xa là như thế này: mặc dù họ biết bạn là Queen of Cups, Queen of Cups thường nói một nữ hoàng nước, mà nữ hoàng nước thì thường nói một người phụ nữ rất dịu dàng, dễ thương, một người thấu hiểu, một người mà các bạn có tưởng tượng một người vợ dịu dàng chiều chồng từ bữa ăn ngon đến cái giấc ngủ đẹp ấy, một người sẵn sàng sẻ chia thấu hiểu, một người theo kiểu hồng nhan tri kỷ ấy, chính là Queen of Cups. Nghĩa là bạn ở bạn tỏa ra cái tình yêu thương chăm lo họ vô điều kiện. Họ biết cái điều đó và họ hiểu rằng hạnh phúc của họ chính là có được bạn ở trong tay. Nhưng họ chính là một King of Pentacle. King of Pentacle khi xuất hiện trong một trải bài thường nói đến một cái người ấy mà họ coi cái việc an toàn, ổn định, chắc chắn cho họ là đầu tiên. King of Pentacle trước khi họ nghĩ cho ai thì họ phải nghĩ cho họ đã. Và khi họ nghĩ cho họ, họ cảm thấy đủ đầy ở bên trong họ rồi thì họ mới có thể sẻ chia cho người khác. Ví dụ các bạn tưởng tượng là những ông vua khác này, nếu có ai đó đi xin cái gì đó thì họ thấy cảnh khổ quá chẳng hạn, thì họ sẽ nghĩ là thôi, ví dụ họ bảo vợ là em cứ để cho họ một ít đi, cho họ một ít rồi mình tính sau, chỉ miễn là mình không cho hết là được. Nhưng riêng với cái ông vua kém này, ông vua xu này thì ông ấy phải vào nhà ông kiểm kê tài sản, ông phải xem đủ, nghĩa là phải đủ đảm bảo cuộc sống ổn định cho ông ấy đã thì ông cho phần nào ông ấy mới cho. Trên trong tình yêu mà gặp cái người này thì họ cân nhắc rất nhiều, và nếu như bất kỳ một mối tình nào, một người nào vi phạm làm ảnh hưởng đến cái đời sống mà họ cảm thấy là không an toàn, không ổn định, không tạo cho cái nghĩa là không làm cho họ hạnh phúc thì họ sẽ loại bỏ ngay và họ rời xa bạn. Chỉ vì chín gậy có nghĩa là họ hiểu một điều, họ ám ảnh rằng nếu như họ lấy bạn thì cuộc sống sẽ không hạnh phúc, cuộc sống sẽ đầy áp lực, cuộc sống sẽ đầy nỗi lo, và dù yêu bạn đến bao nhiêu thì họ vẫn rời đi. Và khi rời đi vì cái điều đó, vì họ không dám sống thật với cảm xúc của mình, họ vẫn nhớ các bạn nhưng họ lại không chịu thừa nhận, họ không hiểu, họ không ngậm ngùi buồn giống như là tụ bài số 2, mà họ vẫn cố để họ bao biện rằng cái việc họ làm là đúng. Nhưng mà bởi vì họ vẫn nhớ các bạn, họ nhớ, họ thương, họ cũng có cả thương, nhưng họ nén cái phần thương đó lại, và vì thế mà họ đau khổ các bạn nhá. Nghĩa là tóm lại như thế này: người này còn nhớ các bạn không? Có, họ còn nhớ các bạn. Ở đây không chỉ đơn giản là nhớ về tình yêu thương, nếu tụ bài số 2 là họ nhớ vì họ yêu thương, thì người này họ nhớ như một sự ám ảnh. Một cái sự ám ảnh đó chính là mình có cảm giác có một chút xấu hổ, tủi hổ, đó là họ đã chạy đi giống như một kẻ chạy trốn ấy, nhưng họ lại không chịu thừa nhận cái điều đó, mà họ luôn bao biện lý do này, lý do kia, và vì thế đó là lý do làm cho họ đau khổ các bạn nhé. Đến câu hỏi thứ 3 là người này họ muốn nhắn gửi đến bạn điều gì? Mình thấy đến đây thì mình có thể khẳng định đó là cả bạn và cả họ. Một là cả hai người đều đã có gia đình rồi, có mối quan hệ khác rồi, hoặc là bạn cũng đã có người yêu rồi, hoặc là bạn đã không còn quan tâm đến họ nữa. Họ mới cứ đứng từ phía bạn, họ nhìn, họ mới cứ đứng ở phía sau các bạn, họ nhìn. Mình thấy có thể bạn đã có người yêu hoặc là có gia đình rồi, cho nên là họ là ba gậy, họ cứ đứng đó, họ nhìn phía sau, họ nhìn bạn từ phía sau. Có thể bạn đang sống rất là vui vẻ, bạn có một ai đó bên cạnh rồi, chăm lo cho bạn rồi, yêu thương bạn rồi, hoặc bạn có một gia đình vui vẻ rồi, hoặc đơn giản là bạn sống rất là vui, và họ cứ đứng ở phía sau, họ nhìn các bạn và họ buồn. Mình thấy cái người này có đôi lúc ấy, họ mình còn cảm giác nếu ví dụ bài số 2 ấy, có những lúc họ khao khát, họ băn khoăn là họ có nên nhắn tin gọi điện hoặc là tiến đến với bạn trước hay không, giống như kiểu làm quen trước á, để chúng ta có được một tình bạn đẹp sau tình yêu ấy. Thì người này mình nghĩ là họ có một cái nỗi, một cái sự ngại ngùng nào đấy, không bao giờ họ dám đối diện với các bạn. Người này luôn đeo mặt nạ, và vì thế họ cứ tìm mọi cách để họ cân bằng cái cảm xúc đó, bởi vì trong lòng người này mình thấy có một sự hối hận, có một sự dằn vặt, nhưng họ không chịu thừa nhận cái điều đó. Và họ cứ cố để họ cân bằng, bởi vì các bạn biết là cái sự dằn mặt nó làm cho con người ta rất đau khổ, và vì thế họ cứ cố để họ cân bằng các bạn nhé. Họ ấy là 9 kiếm và 8 kiếm, họ rất buồn,
trong lòng họ là một khối, những cái khối mà không giải quyết ấy. Các bạn cứ tưởng tượng là giống như mình nói, cái người này họ có đặc điểm đó là khi họ có cảm xúc với ai, họ không bộc phát ra, họ họ không bộc phát, ví dụ như vậy chẳng hạn, họ sẵn sàng họ chửi đúng không, họ đánh đúng không, hoặc là họ chuyển hóa nó đi, nhưng mà họ ngậm, họ nuốt nó vào trong, và nó trở thành một cái khối u ẩn ở trong lòng, biểu hiện bằng 9 kiếm và 8 kiếm. Mình thấy họ suy nghĩ rất nhiều, họ suy nghĩ đến mất ngủ và họ bối rối, họ quay cuồng trong cái mớ hỗn độn mà họ không thể dứt ra được đó. Mình có cảm giác như cái người này tại cái thời điểm này á, mình chỉ thấy họ khao khát, có một sự khao khát rất lớn là giá như trong giấc mơ họ có thể sống khác đi, giống như họ bay khỏi, họ thoát cái linh hồn của bạn ấy, thoát xác ấy, họ thoát xác ấy, họ bay đến những cái vì sao, họ được sống thật với bản thân họ và nó không còn bất cứ cái gì là ràng buộc họ nữa, nó không còn cái gánh nặng trong tâm họ nữa. Người này không có gánh nặng về mặt vật chất, nhưng người này có gánh nặng trong tâm và họ chỉ ước sao họ có thể bay khỏi tất cả những cái hỗn độn họ đang phải chịu đó, để họ bay từ các vì sao, họ giải phóng bản thân mình, họ sống như mình muốn. Và mình còn cảm giác như là họ ao ước nếu như họ bay khỏi cái thực tại đó, họ thoát khỏi cái ám ảnh và nỗi sợ đó, thì họ mới có thể đến với các bạn. Họ nói với các bạn rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều nhá. Mình thấy như thế thì ở đây nếu là bạn là nam nghe thì bạn đổi chiều, họ nói rằng họ yêu các bạn rất nhiều. Tóm lại là như thế này, người này họ yêu bạn, yêu rất nhiều, nhưng cái tình yêu nó khác hẳn với tụ bài số 2. Tụ bài số 2 họ hiểu rõ tất cả những điều gì đang diễn ra, họ chấp nhận nó một cách không vui vẻ, nhưng họ hiểu và họ buồn, họ chỉ buồn vì giống như lý do nào đó chúng ta không thể đến được với nhau. Nhưng cái người này họ hiểu rất rõ, nhưng họ lại cố để họ bao biện cho họ, họ không chịu đối diện mà họ cứ tìm mọi cách họ bao biện, họ nén nó vào bên trong. Và ngay tại thời điểm này mình thấy người này họ rất nặng nề và giống như họ đang phải sống với một cái khối ấy, họ phải làm việc một cái khối mà họ chôn sâu ở trong lòng. Nó giống như một cái lúc mà mình nghĩ rằng đây chính là cái giai đoạn bóng tối linh hồn của họ, và khi nào họ bứt phá ra được, họ có thể họ bẻ gãy toàn bộ những cái cảm xúc tiêu cực trong lòng họ, họ giải phóng được, thì đó là họ tỉnh thức, họ đang trong cái giai đoạn của bóng tối linh hồn các bạn nhé. Thì đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 3 với 3 cái câu hỏi của mình, đó là họ đang như thế nào, họ còn nhớ con các bạn hay không, và họ muốn nhắn gửi đến bạn điều gì. Thì mình mong là dù các bạn như thế nào thì chúng ta hãy tiếp nhận một cách vui vẻ, và chúng ta hiểu rằng chỉ cần chúng ta có một sự thấu hiểu là họ đang như thế nào, và nếu ta có thể giúp, thực ra thì chả có ai giúp đỡ ai cả, mỗi người tự lo cuộc sống cho mình thôi. Và hãy cố gắng rằng chúng tất cả những gì đã qua đều đến để cho chúng ta tốt hơn, giúp chúng ta tốt hơn. Và chúng ta tốt hơn đó là chúng ta buông bỏ được, chúng ta tha thứ được. Còn các bạn sẽ thấy đấy, người không buông bỏ, không tha thứ được thì đó sẽ là người mà khổ nhất, nhưng mà rồi họ sẽ phải đi qua thôi, bởi vì tất cả nó đều là trải nghiệm thôi các bạn nhá. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình và các bạn thích kênh mình á, thì các bạn ủng hộ kênh, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, để lại cho mình một nốt like, một comment. Và nếu các bạn có nhu cầu trả bài riêng thì tất cả thông tin Zalo, Facebook mình đặt ở phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.